Xin chào tất cả các bác. Hôm nay 23 tháng 9 tiếp tục được soạn cho các bác những đôi loa cũng khá là hiếm và cũng khá là chất và cũng khá là rẻ. Vì vậy các bác nào mua hàng cho em thì liên hệ cho em theo số điện thoại quen thuộc 0933 779920 để mua hàng. Mỗi một món hàng cặp loa hôm nay là đặt hàng cho em cọc cho em trước là 500 một đơn hàng cho các bác nhé. Vâng, và đến mã số đầu tiên của ngày hôm nay đến từ thương hiệu Bioler, e trăng còn đầy đủ đẹp nhé, trong tình trạng cũng còn rất đẹp. Bát 20, tổng chiều cao của thùng là 50, chiều ngang 275 và chiều sâu 22. Loa ba quay trong tình trạng cũng còn khá đẹp, khá đẹp đấy ạ. Và phía bên hông, và phía bên hông sẽ quay thứ tự là phía hồng ở phía đằng sau. Em này Peeler model SZ82V 75W trở kháng 6 ohm, trùng seri 16 nha các bác nhá. Trùng seri luôn. Đấy. Đến mã số đầu tiên của hôm nay 1.700.000 mã số 1 nha các bác nhá. Và tiếp theo là mã số 2 đến từ hàng rất độc và hiếm. Một thương hiệu đến từ Sansui. LSPL 250, những dòng này là bát 30, rất là khủng, từ khủng B rất là nặng nha các bác nhé, phải nói nặng kinh khủng. Hầu như là nếu mà không có coi cái tem và thương hiệu, anh em sẽ báo em này là hàng Mỹ chứ không phải là hàng thường nữa, hàng Mỹ nha. Nhưng mà phải nói là từ vóc dáng cho đến chất âm em cũng đánh giá rất là cao, với một đôi loa đến từ thương hiệu Sansui, dòng đặc biệt. Lỗ thông hơi rất là lớn ở phía dưới nha, nó đưa ra một cái dải trầm ở dưới đất, nó sẽ đưa ra rất là chất. Và e can cũng còn đầy đủ ha, tất cả kẹp còn đầy đủ nha. Riêng hai thùng loa thì một bên này nó là cái miếng này là miếng kẹp thôi, để kẹp cái e can vào thôi nha. Bên này thì em đã chế cho này các bác này, do vận chuyển nó bị mất ha. Bên này em chế, còn bên kia còn zin Nhật Bản nha, nguyên bản zin nha. Đó. Nhưng mà không liên quan gì đến phần thùng hết, nó chỉ là cái miếng để giữ cái phần nhĩa căng ở ngoài thôi. Đây, phần nhĩa căng thôi nha. Đây là cái nhĩa gà hai bên này, gà hai bên mà. Thì các bác nhấn tạch vào là nó vào luôn nha. Đây, như vậy này. Đây, ấn vào hai bên này. Đấy, đây, báo thì các bác biết thôi, chứ còn tất cả còn ok. Cái dòng loa này thuộc dòng là anh em nói là hàng Mỹ, nhưng mà Mỹ là ở Nhật, là sản xuất ở Nhật nha. Sansui, nhưng mà nghe phải nói là tuyệt vời. Nó nhắc xin nhắc lẻ cho các bác lần nữa vậy. Nó tuyệt vời. Bát 30 các bác ạ. Tổng chiều cao 67, chiều ngang 38 và chiều sâu 31. Bê rất chắc và nặng. Thùng rất là chắc nhá. Trong tình trạng còn là đẹp nhá. Đây, còn là đẹp. Đây, tất cả đẹp, thùng rất đẹp luôn. Và phía đằng sau thùng cũng vậy ạ. Đây. Bát 30.5 cm Sansui SBL250. Series bên này số đuôi là 04 và bên này là 81. Góc cạnh cũng còn khá là đẹp nha. Vâng, đến với mã số 2, hàng độc hiếm ngày hôm nay. Hồi trước là thường thường là bán trên 7.7 triệu hoặc là nha. Nhưng mà hôm nay bán cho các bác với 5.800.000 thôi. Đó. Các bác đánh giá và đi tham khảo trên YouTube và theo cái mô đen này nha, có tinh chỉnh này mà các bác mua, tất cả còn đẹp. Mỗi khi chế cái này thôi, nhưng mà không liên quan cái độ ảnh hưởng đến chất âm của loa. 5.800.000 mã số 2. Và đến đi mã số 3, một em đến từ thương hiệu LOD là Hitachi ạ. Dòng loa phiên bản đặc biệt model SH790 có hai tinh chỉnh và loa ba quay, một chép đom, một mic nhôm và một bát nhôm. Loa ba quay hoàn toàn là toàn hàng chất lượng thôi. Cái tiếng nhôm, bát nhôm đưa tiếng bát rất là sáng và sạch sẽ cho các bác, là dành cho những bác khó tính nhá. Và tiếng mic nhôm vậy, tiếng rất là long cong và chép cái len keng nó cóc nhá, là và nó cộng hưởng cho tiếng chép xì xèo lăng neng teng, và tiếng mic nó xe là long cong. Đấy, cộng hưởng tiếng bát nó đưa ra tiếng rõ ràng sạch sẽ nữa. Thì tại vì nó hàng là tất cả là đẹp, là vấn đề là sao tiếng đẹp. Từ cái viền là tiền viền gân xếp nha các bác nhé. Rất là hàng là phiên bản đặc biệt
phiên bản của LOD phiên bản đặc biệt nha con nhé. Đó, chỗ này là hơi nhăn một tí này, còn đây là bị bóng, ánh sáng nó bóng vậy thôi, còn tất cả là nhìn là bình thường nha các bác nhé. Đó, còn bao còn cái mũi bên tép bên đom này hơi nhăn tí này, bên này thì còn nguyên si này. Đó. Vâng, cái mã model này cũng xa, nếu mà so với giá tiền model 790 rất là cao nhá, nhưng mà em bán với giá là chỉ bằng em loa thường thôi, 2.900.000 ở mã số 53 này. Tổng chiều cao 75, chiều ngang 36 và chiều sâu 31 ạ. Bát 27 và thùng thiếc cũng còn khá đẹp, vân veo bóng đây, rất đẹp nha các bác nha. Và phía đĩa đít của em nó cũng vậy, còn nguyên bản luôn, bao hàng zin cho các bác luôn nhé. Vế trái và vế phải đấy, tất cả còn đẹp. Công suất là của em này đã cho nên là 100W trở kháng 6 ohm, đúng dòng hàng lòi của Nhật Bản nha các bác nhé. Cho nên là chất âm các bác nào thích tiếng khó tính và ngon bổ đẻ thì nên sử dụng một em này. Các bác nào thích ghép với em đi thì em sẽ ghép cho, chỉ với 2.900.000 mã số 3. Vâng, và tiếp theo là mã số 4, một thương hiệu đến từ Yamaha. Đối với em thì các bác là chơi với giá đồng giá tiền, giá tiền để chơi hàng Nhật đấy, ngon bổ rẻ là em đến từ thương hiệu Yamaha 590 hoặc là 690. Nhưng mà 590 em này trong tình trạng thì còn tất cả đẹp, đẹp quá đẹp, bát 30 hoặc 32 đấy con nhá, ba quay hai tinh chỉnh, thùng gỗ nạm. Em này có thể là châm chế cho các bác hát karaoke vô tư nhá, bánh rất là uy lực, nói chung là dòng này dòng uy lực rồi, bạo lực rồi. Đây, thùng thiếc rất là đẹp luôn nhá, trong tình trạng rất là đẹp, quá đẹp phải không ạ. Tổng chiều cao 67, chiều ngang 37 và chiều sâu 30, trong tình trạng bê rất là nặng chắc. Đít của em nó đẹp nguyên luôn, zin đét, đít còn có zin đét nhá, màu phải nói là quá đẹp nữa, nhưng mà e căng bị thất lạc đấy. 590, 70W trở kháng 8 ohm, trùng CD hàng độc, trùng CD nhá, 27192 nhá, rất là hiếm nhá, 27192 trùng CD rất là hiếm luôn, với trái và với phải, tất cả tem tiếp còn quá đẹp, thiếu mỗi e căng Maxi vẫn còn nhá. Vâng, 5.900.000 rồi đấy, rẻ hơn cả mấy triệu rồi so với bình thường. Quá đẹp, 5.900.000 cho các bác một đôi loa đến từ thương hiệu Yamaha 590, mã số 4. Và đến mã số 5, từ thương hiệu Colombia, một đôi loa e căng liền nha các bác, e căng liền, bát 20, thùng cũng rất là gỗ rất đẹp. Đấy, tổng chiều cao 70, chiều ngang 33 và chiều sâu 24, trong tình trạng bên này rất đẹp luôn nha. Đó, rất đẹp luôn. Em này cũng cho các bác để nghe như lời dòng nhạc mộc, nhạc la mộc, nhạc tiếng cũng rất là hay, ngon bổ rẻ, vì nó em này bị mất tem nên em không có dám định là của nó là công suất của bao nhiêu và bát bao nhiêu, nhưng mà em ấn chừng nhìn là thông suốt vào bên trong ấy thì nó cũng vào bát khoảng chừng 20 nha các bác nhá, ngoài 20, nhưng mà nghe tiếng rất là sắc hay. Và đến mã số 5, cũng mã số cuối của ngày hôm nay, 1.500.000 mã số cuối nha các bác nhá, ngon bổ rẻ. Và các bác nào thích ghép âm ly thì em ghép cho nhé. Em xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video.